Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến các khán giả nữ. Chúc các bà, các cô, các chị và các em gái thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc và tiếp tục có được những đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Và chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy và cách ly 20 người trên chuyến bay có người bị nhiễm COVID-19. Công an Lào Cai xử phạt 4 người đăng tin không đúng về dịch COVID-19. Nhiều người bị mắc kẹt trong vụ sập khách sạn ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 105.994 người, đã có 3.570 trường hợp tử vong được ghi nhận, nhưng số ca được chữa khỏi đã tăng lên thành 58.630 người. Trong khi Trung Quốc đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thì tình hình lây nhiễm tại nhiều nước khác vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế Iran, chỉ trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 21 người chết do nhiễm COVID-19, nâng tổng số người tử vong lên thành 145 người. Quốc gia Trung Đông này cũng ghi nhận thêm 1.000 người dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 5.823 ca. Thủ đô Tehran hiện là nơi có số ca nhiễm nhiều nhất, theo sau là thành phố Homs và tỉnh Mazandaran ở miền Bắc. Nhà chức trách Italia cho biết đã có thêm 49 người tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 197 người. Đây cũng là số ca tử vong nhiều nhất được ghi nhận trong một ngày qua tại Italia. Quốc gia Nam Âu này hiện đang có hơn 4.600 ca nhiễm. Trong khi đó, Pháp thông báo nước này đã có thêm 2 người tử vong ở Hauts-de-France và Normandy. Pháp hiện có 11 ca tử vong cùng với 716 ca nhiễm. Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 2 người tử vong tại Victoria và Madrid, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 10 người với 475 ca nhiễm. Anh cũng ghi nhận thêm một ca tử vong là một cụ ông khoảng 80 tuổi. Một số quốc gia châu Âu khác như Đức, Hy Lạp, Iceland cũng ghi nhận thêm số ca nhiễm mới. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 6 và 7 tháng 3, nước ta đã phát hiện 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 20 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 trên 20 ca được chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh nhân số 17 là nữ, 26 tuổi, trở về Việt Nam sau khi đi du lịch tại Anh, Pháp, Italia. Bệnh nhân số 18, 28 tuổi, quê Thái Bình, dương tính với COVID-19 và hiện đã được chuyển đến khu vực cách ly đặc biệt của khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân có tiền sử đi từ Hàn Quốc trở về, tuy nhiên ca bệnh này khi đi từ vùng dịch về đã được cách ly tập trung ngay lập tức. Ngoài ra, đã có thêm 2 ca dương tính nằm trong chùm các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17. Đó là bệnh nhân số 19, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân số 17, và bệnh nhân số 20, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình bệnh nhân số 17. Hiện cả hai được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã xác định được 20 người liên quan đến người bị nhiễm COVID-19 thứ 17. Hiện những người này đều được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố. Bước đầu, thành phố đã xác minh và tổ chức cách ly được 2 người Việt Nam và 9 người nước ngoài từng đi chung chuyến bay VN0054 với ca nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, thành phố đã xác minh và tổ chức cách ly thêm 9 trường hợp. Như vậy, sau một ngày làm việc tích cực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, thành phố đã xác định đưa vào cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm 20 người, bao gồm 4 trường hợp người Việt Nam có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, một Việt kiều và 15 hành khách du lịch người nước ngoài đang ở các khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thành phố cũng đã xác minh 5 trường hợp người nước ngoài ngụ tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến 4 tháng 3 đã làm thủ tục trả phòng đi du lịch bằng tàu đến Campuchia, hiện tại sức khỏe bình thường. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo khẩn tìm kiếm các hành khách trên hai chuyến bay VN0054 và VN223 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Các hành khách đi trên hai chuyến bay này liên hệ ngay tới số điện thoại 0869 577 133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định. Tình huống mà Việt Nam đã dự báo về số ca mắc COVID-19 có thể tăng đã xảy ra. Tuy nhiên, người dân không nên hoang mang và phải bình tĩnh, thực hiện theo các hướng dẫn của ngành y tế. Việc phát hiện thêm các ca nhiễm mới nằm trong các tình huống được chính phủ và các cơ quan chức năng dự trù. Điều quan trọng là phải kiên trì với các nguyên tắc, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Chúng ta không được chủ quan, nhưng mà cũng không lo lắng, bởi vì chúng ta đã tiến hành
chuẩn bị và thậm chí đã diễn tập đến hàng nghìn ca nhiễm. Chúng tôi rất là mong là người dân chúng ta yên tâm phối hợp hỗ trợ cùng với các cơ quan chuyên môn để thực hiện cái việc này, không nên quá hoang mang. Các chuyên gia cũng cho biết, thời gian ủ bệnh của COVID-19 là 14 ngày, trong đó những người có triệu chứng sớm sẽ biểu hiện trong 2 đến 2 ngày rưỡi đầu và bùng phát trong 6 đến 7 ngày. Nếu ai tiếp xúc với người bệnh trên 7 ngày mà không xuất hiện triệu chứng thì nguy cơ mắc thấp và tiếp tục cách ly. Trên máy bay thì nó có những hệ thống thông khí và những cái khử trùng vân vân, nên là cái việc lây ở máy bay cũng hạn chế hơn so với những cái việc mà lây nhiễm ở cộng đồng. Bộ Y tế cho biết, đối với các tỉnh thành khác cũng sẽ được chỉ đạo khoanh vùng với các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm mới, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để làm tốt công tác điều trị, tránh và không để tử vong do COVID-19 gây ra. Với những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định thay đổi lịch học của học sinh, sinh viên trên địa bàn. Theo đó, thay vì trở lại trường vào ngày thứ Hai 9 tháng 3 như kế hoạch trước đó, tất cả học sinh các cấp trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục tiêu độc khử khuẩn nhằm phòng chống dịch COVID-19. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và ngày Công tác xã hội Việt Nam 25 tháng 3, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động chăm sóc làm đẹp và tặng hoa cho người bệnh nữ đang khám và điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện cũng gửi tặng những phần quà thiết thực như khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay khô với hy vọng người dân có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Các bệnh nhân nữ đang điều trị nội trú và ngoại trú tại bệnh viện được tặng hoa hồng, nhận những lời chúc mừng và được điều dưỡng chăm sóc móng tay miễn phí. Ngoài ra, đối với những gia đình có bệnh nhân nhỏ tuổi, các mẹ chăm sóc cho bé cũng được bệnh viện tặng hoa hồng, tặng sữa và quà cho bệnh nhi. Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp bệnh nhân có được ngày 8 tháng 3 ý nghĩa, nhiều niềm vui như bao nhiêu người phụ nữ khác. Ở nhà thì con cháu thì rất là vui, nhưng mà lên đây rất là buồn, mà các chị rất là quan tâm như vậy, rất là vui vô cùng. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, bệnh viện còn tổ chức các hoạt động hướng dẫn vệ sinh tay, tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và sữa cho người bệnh. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hướng tới người bệnh để giúp cho người bệnh có thêm động lực tinh thần, nhằm giúp họ chống chọi với bệnh tật và qua đây cũng nâng cao cái hình ảnh thân thiện và luôn quan tâm tới người bệnh của cán bộ y tế. Những hoạt động thiết thực này giúp nâng cao ý thức cho người bệnh nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Vào ngày này, nhiều hoạt động tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho gia đình và xã hội lại diễn ra sôi nổi. Một chiến dịch đặc biệt với tên gọi Mẹ không chỉ là mẹ, với hành trình từ Bắc tới Nam của tác phẩm điêu khắc Một nửa đóa hồng, đem lại nhiều cảm xúc tích cực cho người thưởng lãm. Khắc họa những hoạt động gắn liền với thiên chức của phụ nữ như chăm con, giặt giũ, cơm nước trên nửa đóa hồng chính là một cách nhắn gửi thông điệp rằng nếu cả đời mẹ chỉ lo giữ tròn bổn phận thiên chức thì chưa thật sự trọn vẹn. Hãy tạo cơ hội để những người mẹ được trải nghiệm cho bản thân nhiều hơn. Mẹ hạnh phúc thì gia đình càng hạnh phúc. Tất cả lo cho gia đình chứ ít có thời gian mà chăm sóc cho bản thân. Một đời vất vả nuôi con tần tảo không có nhiều thời gian chăm lo cho bản thân. Cái gì cũng nghĩ về con cái của mình. Con mong cho mẹ dành thời gian cho mẹ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Mình cũng hy sinh cho chồng, cho con. Nhưng mà nếu mà được quay trở lại ấy, thì chị muốn là song song vừa lo cho gia đình, nhưng mà cũng vừa lo cho bản thân mình, vừa chăm sóc sắc đẹp cho mình nữa. Đừng để mà nó tàn tạ quá rồi lúc mình nghĩ lại thấy nó tiếc. Sau khi hiện diện ở Hà Nội, Đà Nẵng và Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Một nửa đóa hồng sẽ được nhãn hàng Omomatic trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Ngay sau đây trong mảng an ninh trật tự, bắt đối tượng lừa bán khẩu trang y tế giá rẻ chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Xảy ra hai vụ tai nạn giao thông do điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. Chiều qua, Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh thông tin 4 chủ tài khoản Facebook đăng thông tin không đúng sự thật về dịch COVID-19. Mỗi người vi phạm đã bị phạt 10 triệu đồng khi đăng tin sai lệch về đoàn khách nước ngoài, gồm 9 người Hàn Quốc đang lưu trú tại thị xã Sapa.
Qua nắm tình hình, công an phát hiện trên mạng Facebook có 4 tài khoản đăng tải thông tin gây hoang mang như Sapa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với Nhung, hay hành khách cùng khoang bệnh nhân Nhung đang ở tổ 8 Mường Hoa, phường Bắc Cường, mọi người chú ý nâng cao cảnh giác. Ngay sau đó, công an đã triệu tập khẩn cấp 4 đối tượng cùng ngụ thành phố Lào Cai để xử lý. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, tự giác gỡ bỏ và đính chính lại thông tin trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ một đối tượng nghi lừa bán khẩu trang y tế giá rẻ thông qua mạng xã hội. Đối tượng tên Lê Thị Thu Yến, sinh năm 2001, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Theo thông tin ban đầu, chị Trương Thị Mỹ Hương quen biết Yến trên mạng xã hội và được Yến hứa bán 43 thùng khẩu trang y tế với giá 6 triệu đồng một thùng. Mỗi thùng có 50 hộp và không cần phải đặt cọc. Ngày 7 tháng 3, chị Hương cùng chồng thuê xe tải từ Bình Dương đến quốc lộ 60 thuộc phường 6 thành phố Mỹ Tho để nhận hàng. Khi đến nơi, Yến yêu cầu đưa 30 triệu đồng mới dẫn đi lấy hàng, nhưng chị Hương không chịu. Yến dẫn chị Hương đi vòng vòng nhưng không thấy điểm giao hàng nên chị Hương trình báo công an. Lúc này Yến bỏ chạy nhưng đã bị vợ chồng chị Hương giữ lại giao công an. Yến khai nhận thực tế không có khẩu trang y tế mà đặt hàng của một phụ nữ trên mạng xã hội và được người này hứa bán số khẩu trang y tế trên để Yến bán lại kiếm lời. Cũng tại tỉnh Tiền Giang, công an huyện Châu Thành hôm qua cho biết đang tạm giữ hai nghi phạm để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường. Hai đối tượng bị bắt gồm Huỳnh Trung Tín, 27 tuổi và Đào Văn Bình, 32 tuổi, cùng ngụ huyện Cai Lậy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút, chị Võ Thị Tím điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A hướng từ Mỹ Tho về Cai Lậy. Trong lúc lưu thông, chị Tím để một điện thoại di động có giá trị khoảng 23 triệu đồng ở hộc đầu xe phía bên trái và gắn bộ tai nghe vào hai lỗ tai. Lúc này, Bình được Tính chở trên chiếc xe máy, nhìn thấy chị Tím có để điện thoại trên xe, nên Bình rủ Tính cùng giật điện thoại này. Tính điều khiển xe vượt qua xe của chị Tím để Bình ngồi sau giật lấy điện thoại. Sau đó Tính tăng ga bỏ chạy thì bị cư dân truy đuổi. Đến tỉnh lộ 874 thuộc xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, hai đối tượng cùng tàn vật bị tóm gọn giao cho công an. Một người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều va chạm với xe tải, hậu quả bị thương rất nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều qua tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ 30 phút, chiếc xe tải nhỏ lưu thông trên đường số 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, hướng từ Kha Vạn Cân ra ngã tư Bình Thái. Khi xe tới trước số nhà 57, thì va chạm trực diện với xe máy biển số 95E1-48906 do một người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng hư hỏng nặng, đầu xe tải bể nát. Người đàn ông nằm bất động giữa đường và được đưa vào bệnh viện sau đó. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Theo các nhân chứng, nạn nhân có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia. Cũng trong tình trạng nồng nặc hơi men, khoảng 17 giờ chiều qua, một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 3L2-29918 lưu thông trên đường 22 tháng 12 hướng ra quốc lộ 13, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi xe đến khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao thì bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng đầu ô tô biển số 61A-63110. Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng, nam thanh niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Do hai phương tiện nằm chắn hết đường khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn trong hơn 1 giờ đồng hồ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cũng vào cuối giờ chiều qua tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hai chiếc xe ben đã va chạm nhau khi đang xuống dốc cầu, khiến một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ, nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe ben mang biển số 66C-06900 chở đầy đất, lưu thông trên đường liên xã Tiến Hưng và phường Tiến Thành, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Đến đoạn đổ dốc sâu xuống cầu, xe bất ngờ mất thắng, tông thẳng vào đuôi chiếc xe ben khác chưa rõ người điều khiển, cũng chở đầy đất đang đổ dốc cùng chiều phía trước. Cú tông quá mạnh khiến cả hai xe lao thẳng xuống dốc và chỉ chịu dừng lại khi đã tông gãy nát 6 cây cao su lớn bên cạnh đường. Hậu quả làm hai xe lật ngang hư hỏng nặng, tài xế xe phía sau bị kẹt cứng trong cabin. Hai xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ được điều đến hiện trường, phá cửa xe giải cứu tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa một xe tải và một xe máy tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hậu quả tai nạn khiến cho người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Khoảng 17 giờ hôm qua, xe tải do anh Lê Quốc Khiêm điều khiển lưu thông theo hướng từ thị trấn Tuy Phước về xã Phước Thuận. Khi đến ngã tư trên tuyến tỉnh lộ DT640 thuộc khu phố Trung Tính 2, thị trấn Tuy Phước, thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Ung Minh Tuấn, 42 tuổi điều khiển chạy ngược chiều và đang qua đường. Hậu quả chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải, anh Tuấn tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng của huyện Tuy Phước đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tối qua, một khách sạn từng dùng để cách ly các ca nghi nhiễm COVID-19 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bất ngờ đổ sập. Vụ việc đã khiến cho khoảng 70 người bị mắc kẹt, trong đó có 34 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Tòa nhà 5 tầng của khách sạn Cynthia Express ở thành phố Tuyền Châu đã bị đổ sập vào khoảng 19h30 phút tối qua. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp ngay lập tức đã được điều động tới hiện trường. Tờ tin tức Bắc Kinh dẫn lời giới chức địa phương xác nhận khách sạn này từng được dùng là một trung tâm cách ly cho những người nghi nhiễm COVID-19 hoặc những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được nhà chức trách điều tra làm rõ. Theo truyền thông địa phương, khách sạn đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018 với quy mô khoảng 80 phòng. Một nhân chứng sống gần khách sạn cho biết khả năng một vụ nổ đã xảy ra trước vụ đổ sập khách sạn. Theo thông tin mới nhất vừa được cập nhật tại Mỹ, thống đốc bang New York đã công bố tình trạng khẩn cấp sau khi bang này phát hiện thêm 21 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 76 người. Trong số 21 ca nhiễm mới, có 11 ca nhiễm tính riêng ở thành phố New York, trong đó có một ca mắc là tài xế lái Uber ở quận Queens. Còn tại quận Westchester, cũng thuộc bang này, đã xác nhận 57 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ai Cập cũng đã công bố 33 trường hợp nhiễm mới của COVID-19 trên một chiếc tàu du lịch trên sông Nin, chở hơn 170 du khách và thủy thủ đoàn, trong đó có các hành khách người Mỹ, Pháp và Ấn Độ. Theo Bộ trưởng Y tế Ai Cập, không có trường hợp nào trong số trên có triệu chứng của virus SARS-CoV-2. Hiện 33 trường hợp mới và 12 trường hợp nghi ngờ đều sẽ được tiến hành cách ly trong vòng 2 tuần. Theo truyền thông Ai Cập, con tàu đã đến thành phố Luxor phía nam Ai Cập hôm thứ Năm từ Aswan, hiện đã được đưa đến một vị trí bên ngoài thành phố và được đặt dưới sự kiểm dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.